là kỹ thuật leo dây của anh Tùng nè quý vị. Ghê chưa, ghê chưa. Lại cái chỗ Tùng đi xít được rồi. Ở thành phố mấy cái nhà xít không có nhận nữa thầy ơi. Nè hả? Tại vì sợ người ta phát nghiệp phải không? Anh leo thoăn thoắt lên tới cái nhánh trên này. Nhưng mà nó rất là quơ luôn, nhánh này khá nặng như vậy. Ở phía bên kia thì anh Dân anh sẽ có một sợi dây anh chịu ở bên kia đó cho cái nhánh đừng có đập vô cái mái nhà. Cái nhánh này thì anh Tùng anh treo phía trên luôn, không có cần phải kéo ở phía dưới. Cho nên là hồ cây nước nhiễu. Mấy cây này đầy đủ nước nên nó phát triển rất là tốt. Lá ra xum xê luôn cho nên mùa mưa gió rất là dễ bị gãy nhánh và tát nhánh nha quý vị. Cây này đầy đủ nước luôn á. Chú hai sẽ cột phần cái phần ngọn á để kéo, mình không biết là sẽ kéo qua kia bên này nè, có thể là sẽ kéo qua phía bên này. Rồi rồi rồi, kéo qua, kéo trên đây như cái gì. Bên này có chú Ba với anh Dân kéo về. Nhánh này khá là dài nha, tầm cũng khoảng khoảng 4 mét. Ê, ê, rồi đứt dây rồi, đứt dây, đứt dây rồi, đứt dây. À vuột vuột hai dây khác nhau. Cái này là bị vuột hai sợi dây bị vuột với nhau như vậy. Để nè, còn lại cái đoạn mình tưởng nó đứt dây. Nó thòng vậy. Nãy chú hai đứng phía bên dưới đây nè, nhưng mà tránh kịp. Chú hai leo lên để nói cái sự dây lại. Dây thòng xuống kìa chú. Dây xuống rồi kìa. Làm chú hai leo lên đã rồi, ở trên anh Tùng anh thòng cái sợi dây xuống tới dưới rồi. Wow, đang hạ xuống rồi gì ơi. Có cái sợi dây ở trên treo lại rồi cho nên là chỉ cần kéo về cái khoảng trống ở dưới đây là được rồi, an toàn rồi.
cây này nó là lẫn rồi vậy. Cái cây sao có nhánh bị lớn gì mà nó còn bị tét. Quá chừng cái nhánh này. Hồi nó tét. Hạ xuống mới thấy lớn à. Ừ, cái nhánh vậy mà tét luôn. Cái gỗ gỗ sao là một trong những loại gỗ rất là chắc mà nó còn tét vậy nè quý vị ơi. Rồi, an toàn. Giờ anh Ngọc anh leo ra anh buộc dây anh cưa thêm một cái nhánh lớn này nữa như vậy. Do sợ trời mưa gió bị gãy á, cho nên là cố gắng cưa thêm một cái nhánh nữa. Này anh đã buộc dây xong rồi nè. Nó sắp gọn như vòng trong. Cái đỏ bay vào tới cái tháp chuông. Nhánh này rất là nặng như vậy. Cái nhánh này là một mình anh Tùng anh tự treo dây rồi bắt đầu anh một mình anh tự thả xuống luôn, không có người bên dưới kéo luôn như vậy. Đây anh đã quấn cái dây trên đây nè rồi anh thả từ từ. Nhánh này rất nặng nha. Tới mấy nhà rồi, giờ phải buộc dây đang kéo ra ngoài. Nhánh này rất là nhiều lá luôn. Ơi kéo thôi. Rồi kéo xuống. Ôi cái nhánh dớt chú. Nguy hiểm quá. Đó nữa trời ơi. Nội công thâm hậu nha. Hay quá, phản xạ chú nhanh. Phản xạ chú quá nhanh luôn. Đây, nhánh đã hạ vô cái khoảng trống phía đây nè. Nhánh này rất là dài và khá là cồng kềnh. Tôi chừng nghe cái cục nóng mới lạnh đó. Lấy cái máy tỉa là sẽ gọn lại dễ kéo ra. Kéo ra. Quá trời nó nhanh này. Rồi xuống luôn, an toàn. Rồi bây giờ xong rồi, anh Tùng anh leo xuống như vậy.
Chủ yếu anh Tùng anh đi qua đây là để anh cưa cái nhánh gãy, rồi anh cưa một cái nhánh có khả năng gãy thì cưa tạm như vậy thôi. Thì bây giờ anh Tùng sẽ leo xuống, như vậy là tạm xong rồi. Có thể vài ngày nữa anh sẽ trở lên anh cưa hoàn chỉnh hơn, tại vì còn rất là nhiều cây. Rồi bây giờ thì nhóm của mấy anh em mình sẽ trở về chùa Phổ Phước để tiếp tục cưa cái cây Bồ Đề cho hoàn tất luôn. Như vậy thì có thể một vài ngày tới đây thì anh Tùng sẽ trở lại đây để cưa một số cái cây nữa. Ngoài cái cây sao này ra thì còn một số nhánh của một số cây nữa như quý vị. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo.